Trên những thửa ruộng của các gia đình thôn Ba Lạch, xã Lâm Đớt, hàng chục chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đang nỗ lực giúp người dân thu hoạch lúa. Gia đình có ít người mà lúa đã đến vụ thu hoạch. Hôm nay rất cảm ơn các anh bộ đội biên phòng đã tới giúp đỡ gia đình. Thời tiết tại huyện A Lưới những ngày này rất bất thường. Buổi chiều và tối thường có mưa dông nên việc thu hoạch lúa của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong 4 ngày vừa qua, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã xuống giúp bà con thu hoạch khoảng 1,5 hectare lúa. Bên cạnh quân số của đơn vị, một số chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 cũng xuống đồng giúp người dân thu hoạch. Sau khi kết thúc tuần tra kiểm soát tại đường mòn lối mở, ngoài quân số trực tại chốt, quân số còn lại xuống địa bàn phối hợp với quân số của đơn vị xuống giúp dân thu hoạch lúa. Xã Lâm Đớt có diện tích lúa vụ hè thu lớn nhất huyện A Lưới với 240 ha trên tổng số 1.000 ha toàn huyện. Thời gian này đang vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên do địa hình hiểm trở, chưa có công cụ máy móc hỗ trợ nên việc thu hoạch lúa gặp nhiều khó khăn. Hiện nay tiến độ thu hoạch của xã Lâm Đớt mới đạt được hơn 30%. Dự kiến của xã theo chỉ đạo vừa rồi là phấn đấu là đến ngày 20 tháng 9 sẽ hoàn tất cái thu hoạch. Hiện nay cũng được sự quan tâm của đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt cũng phối hợp với địa phương về trực tiếp về giúp một số hộ tại địa bàn. Hiện nay cũng các anh cũng đã quan tâm giúp đỡ trực tiếp cho các hộ, đặc biệt là các hộ mà lúa đã chín mà không có nhân lực. Với phương châm lúa chín tới đâu thu hoạch tới đó, các chiến sĩ biên phòng vẫn đang nỗ lực trên những cánh đồng để cùng với chính quyền và nhân dân đạt tiến độ thu hoạch vụ lúa hè thu, chủ động giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão.